Đấy, phải làm gì? Có nhiều người cầu nguyện rất là thiết tha, nhưng mà khi Chúa phán thì không dám làm. Khi Chúa nói thì không dám bước đi. Và chính vì vậy chúng ta ngăn trở cái sự hiện diện của Chúa, chúng ta ngăn trở sự sống của Chúa, và khi thánh của Chúa không tiếp tục hành động trên hội thánh của mình. Chúng ta tính toán nhiều hơn, chúng ta theo suy nghĩ của sự khôn ngoan nhiều hơn, mà chúng ta không cầu phục cái thánh linh. Kinh Thánh nói rằng xác thịt nghịch với thánh linh. Xin quý vị nói theo tôi, xác thịt nghịch với thánh linh. Khi chúng ta bước theo xác thịt có nghĩa là chúng ta đã chặt tắt thánh linh. Khi chúng ta làm theo những yêu muốn của xác thịt có nghĩa là chúng ta đã ngăn trở sự sức giàu của Chúa. Dù quý vị có cầu nguyện bao nhiêu đi nữa, nhưng mà khi chúng ta không có thương vong với Chúa, thì tôi xin thưa quý vị, mọi sự sẽ ngừng lại. Khi là còn một thanh niên non trẻ trong chức vụ, tôi cứ nghĩ rằng mình làm cái này, mình làm cái kia, và làm cái nọ, chắc Chúa đẹp lòng, chắc Chúa vui và Chúa yêu tôi nhiều hơn. Nhưng mà lớn lên trong chức vụ, tôi thấy sự gì đó sai. Không phải chúng ta làm cái này, cái nọ, cái kia, Chúa yêu chúng ta đâu quý vị. Chúa yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta là người con. Ngay cả quý vị chưa làm gì cho Ngài, Ngài vẫn yêu chúng ta. Chứ không phải là chúng ta chân dí nhiều, chúng ta làm việc nhiều, Chúa thương mình nhiều hơn, không có. Tôi đã hiểu sai điều này. Và tôi đã ăn năn Chúa, tôi hiểu ra. Không, cái điều mà Chúa muốn tôi chỉ là công lực. Thương vong với Chúa, đồng bước đi với Chúa đủ rồi. Chứ không phải là làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia thì Chúa mới yêu chúng ta nhiều. Như hôm qua, bổng sư Sư Nghị đã nói, khi nào thì Đức Chúa Trời tiếp tục ban phước cho Abraham? Abraham đã nghe theo tiếng gọi của Chúa, đi với Chúa ra khỏi cái xứ Ur, và người cùng đi đó là ai quý vị? Lót. Vừa là cháu, vừa là đứa con phục linh. Ông đã dẫn Lót đi cùng. Và Đức Chúa Trời ban phước cho hai bác cháu đến nỗi là không còn có chỗ để có thể ở chung với nhau được. Nhưng mà cái con người của Lót đại diện cho xác thịt, nói lên điều gì? Anh chỉ thấy cái trước mắt. Anh chỉ thấy cái đồng bằng Sodom và Gomorrah. Anh không nhìn thấy cái khải tượng lớn mà Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham. Và khi cho quyền chọn lựa, Lót đã chọn được theo mắt của xác thịt. Abraham chọn cháu mình chọn gì đó. Và khi Lót lìa khỏi Abraham thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời lại tiếp tục hiện đến và hướng dẫn cuộc đời của Abraham. Abraham lại tiếp tục bước đi với Chúa, và ông đi từ kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác. Còn cuộc đời của Lót thì sao quý vị? Đã dừng lại và chết ngay cái chỗ mà anh chọn được. Cho nên tôi muốn chia sẻ điều này để khích lệ tất cả quý vị. Điều mà Chúa muốn chúng ta làm chỉ là phần lớn. Thánh linh của Chúa sẽ hành động. Thánh linh của Chúa sẽ hành động. Thần của Chúa sẽ vận hành khi mà chúng ta nói rằng Chúa không vận động. Tôi có những học trò. Có những học trò rất là tốt, dễ thương và đã được tôi giúp đỡ, dìu dắt trong nhiều năm trong chức vụ. Nhưng có những người làm cho tôi bị tổn thương. Vâng, tôi đã bị tổn thương bởi những người tôi đã giúp đỡ. Tôi chăm sóc họ, tôi nuôi dưỡng họ, tôi dạy dỗ họ, tôi ở bên cạnh họ. Nhưng một ngày kia họ làm tôi bị tổn thương. Họ quay lưng lại với tôi, họ nói nghịch lại với tôi. Tôi cảm thấy rất là buồn. Như là một sư, tôi phải giải quyết ngay. Mặc dù cho đến bây giờ đã không nói lời xin lỗi tôi, nhưng là một mục sư tôi phải giải quyết nó ngay. Bởi vì nếu tôi không giải quyết cái sự cá đánh, tôi không giải quyết cái sự tổn thương này, tôi không thể giải được, và tôi không thể phục vụ Chúa được. Và tôi biết cách để chữa lành cho chính mình bằng cách là tha thứ. Tôi nói lời tha thứ cho người học trò, tôi nói lời tha thứ và tôi công bố chúc phúc cho người đó, và tôi giải quyết được. Và tôi nghĩ như vậy là xong. Đến một ngày tôi đang cầu nguyện, Chúa nói với tôi rằng con chưa tha thứ.
tôi mới xây lưng. Tôi nói Chúa con tha rồi mà, Chúa thấy con ngố rồi, con giải quyết rồi mà. Chúa nói không, con chưa tha. Tôi hỏi vậy là sao Chúa? Thì Chúa nói quý vị biết, khi mà Chúa nói mình không có chạy đâu được. Chúa nói con tha mà sao con không nhìn mặt người đó? Tại vì quý vị không, tôi thấy người đó là tôi né. Tôi thấy người đó thì ngồi đó, tôi đi ngồi ngay. Mặc dù là tôi nói tôi tha rồi đó quý vị, nhưng mà lòng của tôi nó vẫn còn đau. Cho nên tôi gặp người đó tôi nói chỗ khác à. Cho nên Chúa biết tẩm tận tâm cái gì ở trong tôi. Và Chúa nói con tha sao con không nhìn mặt người đó? Thế là tôi biết. Thì Chúa nói thêm nữa, sao con tha mà con bắt tay người đó? Tôi không thèm bắt tay luôn, bởi vì sao? Nó học trò mình, nó xin lỗi mình, mình đi bắt tay nó sao? Nhưng quý vị, khi bước ra Thánh Linh, chúng ta phải cần để cái mặt của mình xuống. Nó mất mặt đúng quý vị. Bỏ cái xấu hổ mình xuống, bỏ cái tự ái xuống, bởi vì cái tự ái, cái mất mặt nó là của xác thịt. Có ai amen tôi điều này không? Amen. Nói theo lẽ thông thường, tôi là thầy, người đó sai phải xin lỗi tôi. Nhưng mà nói theo Thánh Linh, không nói gì. Tôi phải đừng làm. Tôi phải để cái mặt mình xuống. Tôi phải để cái từ đá mình xuống. Và tôi thương vâng với Thánh Linh, bởi vì tôi cần Ngài. Amen. Bởi vì tôi nói với Ngài là, Chúa Thánh Linh, nếu Ngài không đồng công, con không làm gì. Amen. Nếu Đức Chúa Ba không xem thành, người ta xem thành. Amen. Nếu Ngài không sức đầu cho con, công giảng người ta chỉ nghe đã cái đầu, nhưng không được cái lòng. Amen. Chúa, nếu không bởi Ngài, 1000 lời con nói không có giá trị. Nhưng bởi Thánh Linh, 1 lời của Ngài nói khiến cho người ta tăng vỡ. Amen. Và tôi thương vâng với Chúa. Hôm đó có hội đồng, tôi mạnh dạn gặp người đó và tôi đưa tay. Người đó nhìn tôi rất là ngạc nhiên. Và tôi nhìn vào mắt người đó, không phải là đôi mắt nhìn hình vi lạnh quý vị. Đôi mắt rất là dễ thương. Tôi nhớ lúc bây giờ rất là dễ thương, rất là trìu mến. Và tôi đưa tay người đó. Người đó hơi bị bối rối bởi vì không ngờ tôi lại là người chủ động của người đó. Và tôi thấy cái vẻ mặt rất là cường giàu, rất là... Nhưng mà quý vị không, đối với tôi cảm thấy như cái cửa trời mở ra cho mình. Tôi cảm thấy như cái gì nó mở tung lên trong cuộc đời của tôi. Và tôi thấy một sự bình an tràn ngập ở trong tôi. Và tôi thấy sự sức giàu tung đổ ở trên tôi. Tôi cảm nhận dường như Chúa đang mỉm cười về hành động mà tôi làm. Amen. Tôi được giải phóng. Amen. Tôi được tự do. Amen. Bởi vì tôi bước ra Thánh Linh. Hallelujah. Nên quý vị, tôi muốn nói bạn cho rằng khao khát Thánh Linh chỉ là một thôi, nhưng mà bước theo Thánh Linh đó là bước kế tiếp người. Amen. Để khi Thánh Linh của Chúa vận hành trên chúng ta. Amen. Chúa chỉ cần chúng ta thực phẩm. Cái mất mặt, cái xấu hổ nó không có trong tôi nữa quý vị. Tôi chỉ có một điều là Chúa con làm rồi. Con làm được rồi, không phải bởi tôi, nhưng bởi ân điển của Chúa. Và cảm ơn Chúa cho đến giờ phút này tôi thật sự nói quý vị, tôi được tự do. Amen. Tôi cảm thấy tôi với Ngài như là một. Tôi nói với Chúa, con với Ngài là một đôi. Nên mỗi buổi chiều khi tôi đến trong chỗ cầu nguyện nói, Chúa con tới rồi. Giống như cái giờ hẹn của tôi với Ngài. Tôi không cần phải nói lần vòng tôi mới bước vào trong nơi chí thánh. Tôi chỉ nói là Cha con đến rồi. Amen. Và tôi cảm thấy nước mắt tôi có thể tuôn ra. Amen. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi làm cái điều chính. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên tôi muốn khích lệ tất cả quý vị, để thần của Chúa vận hành, Chúa đang tìm những con người sẵn sàng thương vâng với. Amen. Hãy để cái xấu hổ nó một bên. Hãy để cái tự ái nó một bên. Và hãy để Chúa Thánh Linh lên trên cuộc đời của chúng ta. Còn quý vị sẽ thấy Chúa làm. Nên tôi chia sẻ cho các bạn, tôi có làm gì hết đâu. Chúa làm. Chúa đem người tới. Có lẽ người nói một xưa, đại mục sư ở Sài Gòn, rồi xin thưa một lần nữa, quý vị không có đâu. Cái quan trọng là lòng chúng ta có sẵn sàng thương vâng với Chúa hay không. Chúa sẽ phục hưng ở tại nơi đó. Chúa sẽ làm mới ở tại nơi đó khi mà người lãnh đạo, khi mà mỗi chúng ta ở tại đây sẵn sàng thương vâng với Ngài, đầu phục Ngài,
Khi mà tôi quyết định mở chương trình giảng ngày 8 tháng 10 trong nghị sĩ kia, cách đây vài tháng có một người nói với tôi là mục sư, cầu nguyện cho con mở một trung tâm cai nghiện. Và tôi nói với người đó, mục sư ủng hộ con 10 triệu, tôi gieo vào trong cái chức vụ của người đó. Cách đây 2 tuần, ngày 8 tháng 10 là ngày mà chúng tôi mở trường giảng. Quý vị thấy không? Khi mình thương vong với Chúa, Chúa mở hết tất cả một cánh cửa cho mình. Và tôi nói bây giờ, báo cáo của chúng tôi đăng ký là trên gần 60 người sẽ tham dự, và trong đó là còn những người nghỉ không. Tôi nói với cháu tôi, con, sau buổi truyền giảng những người này ở đâu? Ai sẽ chăm sóc họ? Cháu tôi không có câu trả lời. Mình mở truyền giảng ra rồi những người tin Chúa ngày hôm đó, ai sẽ chăm sóc họ? Tổ trưởng tôi với bà Hồ Cô Dưỡng chưa có thể làm được, bởi vì mới chăm sóc người lành, chưa đang chăm sóc người nghiện được. Quý vị biết không? Khi mà tôi chỉ thương vong, tại vì Chúa nói tôi là hội thánh mở ra làm gì? Chỉ thờ phượng thôi. Mục đích hội thánh mở ra là để truyền giảng cứu người. Chúa Jesus đến thế gian là gì? Cố là để giảng tin lành. Vậy thì hội thánh chỉ thờ phượng thôi sao? Và tôi thương vong với Chúa, Chúa con sẽ làm gì Chúa muốn? Con sẽ mở truyền giảng. Và tôi bắt đầu buổi truyền giảng trong những người nhiệm chức. Cái người mà tôi đã gieo hạt giống 10 triệu vào trong trung tâm Văn Đăng cách đây 2 tuần, anh nói là con muốn mục sư hội thánh, mục sư và hội thánh Pháp và thánh Mưa sẽ bao phủ trung tâm của con, và những người tin Chúa trong đêm 8 tháng 10 anh sẽ người tiếp nhận để nuôi dưỡng họ. Quý vị thấy Chúa làm hay tôi làm? Chúa làm. Chúng ta chỉ thương vong, tôi nói Chúa con sẽ mở truyền giảng. Nhưng mà điều tôi lo lắng là ai sẽ chăm sóc thì bỗng nhiên người đó nói, mục sư ơi, cuối tháng 9 này trung tâm con xây xong rồi. Và đầu tháng 10 nó sẽ hoạt động, mục sư ra người bao phủ tụ linh cho trung tâm này của con. Và tôi muốn làm chứng để khích lệ quý vị rằng chúng ta chỉ cần thương vong thôi, chứ không cần phải làm gì đâu quý vị. Chúa cảm động chúng ta làm gì đó, chúng ta hãy làm. Amen. Giống như một sư sinh nói, Chúa bảo chúng ta là dân tư tụi đó, chúng tôi vẫn cứ dân. Rồi không còn lại, Chúa sẽ làm. Rồi khi chúng ta không muốn thể tâm linh, cho nên chúng ta lấy cái dòng sông sự sống đã bị ngăn trở bởi vì chúng ta không thương vong với Ngài. Ngay cả trong vấn đề tài chính cũng vậy. Tôi xin thưa quý vị, ngay cả trong vấn đề tài chính cũng vậy. Chúa cảm động chúng ta làm điều đó, chúc phước cho một ai đó, hay là dâng cho một cái chức vụ nào đó, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng tiền hoặc thánh mà ít quá, tiền hoặc thánh mà ít quá, chúng ta không làm. Và chúng ta ngăn trở cái sự chúc phước của Chúa cho hội thánh của mình. Tôi nói với tụi mình của tôi, năm thứ 3 mình cầu nguyện mỗi tháng mình 100 triệu nha, bởi vì như thế nhà là 30 triệu rồi. Cho nên chúng ta cần có 100 triệu để trả tiền thuê nhà. Và cô thủ quý tôi nhìn tôi, mục sư, chắc gì? Mình đưa mục tiêu mà, mục tiêu của đức tin có ai bắn đâu sợ. Và mỗi buổi sáng tôi cầu nguyện Chúa 100 triệu đồng cho mỗi tháng. 150 người tin Chúa, 5 người bắt tên bằng nước và 5 tổ tế bào sẽ được mở ra trong năm 2016. Và mỗi sáng tôi cầu nguyện đó là cầu nguyện của tôi, và tôi chúc phước Chúa con, cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con mỗi tháng 100 triệu. Tôi, nhưng mà thủ quý tôi nói 74 triệu, 35 triệu, 60 triệu, cuộc sơ chưa có 100 triệu. Đó. Mình mục tiêu đức tin là cứ cầu nguyện. Các thủ quý nhớ nha, mục tiêu đức tin phải có. Bao nhiêu người tin Chúa trong năm, bao nhiêu người bắt tên, bao nhiêu tổ tế bào mở ra và tài chính bao nhiêu. Nếu chúng ta có mục tiêu, chúng ta giống như con thuyền không có bánh lái, cần có mục tiêu. Amen. Sáng đó, có một người gọi điện thoại cho tôi nói, mục sư ơi, em muốn cho phòng người. Tôi nói, phòng người thì em đem cho thủ quý chứ chưa mục sư chỉ. Thì từ xưa thì tôi không có nhận tiền, là thủ quý nhận thôi. Thì anh này nói, mục sư, nó hơi lớn xíu. Lớn là nhiều. Anh không nói, thôi em đưa thủ quỹ đi. Sáng chủ nhật anh đã nhấn, anh nói mục sư, em muốn làm phòng người. Nói thủ quỹ, tôi đang nhận. Cái gì đó như là đầu tiên trong chức vụ tôi thấy một người làm phòng người. Đó là khi thánh linh của Chúa vận hành, nó hơn cả điều chúng ta suy nghĩ, mà nó chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời của mình và trong hoàn cảnh của mình. Người đó để một cục tiền bao nhiêu vậy? 500 triệu. Khi nào vậy? Khi thần của Chúa vận hành. Amen. Amen. Hallelujah. Chúng ta thương vong với Ngài, Ngài làm hết quý vị.
Sao quý vị nhìn tôi vậy? Một lần nữa tôi muốn nói là khi thần của Chúa vận hồi tháng 3 là tháng 4 của chúng tôi chuẩn bị để mua nhà năm thật mới. Tôi cũng chưa có gọi ai hết á, chưa nói ai hết. Tôi với lại bằng sư sinh miền bàn mình sẽ trang bị cái dạng âm thanh tốt nhất trời thành, và chúng tôi muốn là dâng gì để đưa cho Chúa tốt nhất, không có mua đồ nhỏ. Mục sư cụ cá của tôi nói mục sư không mua đồ second hand, nó hỏng trong đầu mục sư phân biệt second hand cho Chúa là điều tốt nhất. Quý vị amen không ạ? Nói như phải muốn chơi đồ second hand cho Chúa là điều tốt nhất. Chúng tôi có cầu nguyện, có buổi cầu nguyện của người. Và lúc 50 người, có lúc 70 người lên cầu nguyện. Có một khoảng nhịp, đi vô cầu nguyện xong, đi ra nói tôi rằng, anh Lâm, chú phán về, anh Lâm chuẩn bị mua âm thanh ánh sáng luôn. Đúng rồi, anh Thanh, em cho 20 triệu. Amen. Chú nói, ủa, mình đâu có gọi đâu. Tự nhiên, chú Thánh Linh nói thì sao, tới tay của. Quý vị, tôi muốn nói lần nữa, Thánh Linh nói, tôi muốn nói, tôi mới gọi.